Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bật tắt cái phần lưu hình ảnh hoặc là video ở trên phần nhắn tin của ứng dụng Zalo nha. Thì thông thường khi mà chúng ta nhắn tin trên ứng dụng Zalo thì nó sẽ có một cái tính năng tự động bật. Theo mặc định của Zalo thì cái tính năng này nó được kích hoạt và khi mà chúng ta nhắn tin với ai đó và trong cái phần nhắn tin, trong cái cục nội dung trò chuyện nó có những cái hình ảnh hoặc những cái video thì cái phần Zalo chúng ta nó sẽ tự động nó lưu ở trên máy và sau này thì nó giúp ích cho chúng ta trong những cái khi mà chúng ta có cần tìm lại những cái hình ảnh hoặc những cái video, những cái đoạn file mà chúng ta đã trò chuyện trong cái cuộc trò chuyện đó. Khi mà chúng ta cần tìm lại thì chúng ta sẽ truy cập vào cái cuộc trò chuyện và sau đó các bạn sẽ chọn vào cái phần tùy chọn cuộc trò chuyện. Và ở đây thì nó sẽ có hiển thị chúng ta những cái hình ảnh cũng như là những cái link hoặc là những cái file mà chúng ta đã gửi trong cái cuộc trò chuyện đó nha. Giúp ích cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta có thể là tìm lại cái dữ liệu khi mà vô tình mà chúng ta có lỡ may xóa đi cái nội dung của cái cuộc trò chuyện đó. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được là cái tính năng là bật hoặc là tắt cái tính năng lưu ảnh hoặc video trong cái cuộc trò chuyện ở trên Zalo. Vậy thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể là bật hoặc tắt cái tính năng là lưu ảnh hoặc video trong cái cuộc trò chuyện ở trên ứng dụng Zalo nha. Mặc dù nó khá đơn giản nhưng mà mình tin chắc là sẽ có rất nhiều bạn là không để ý đến cái tính năng này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập và mở cái ứng dụng Zalo trên máy điện thoại chúng ta lên. Sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào bất kỳ một cái cuộc trò chuyện nào mà chúng ta muốn bật hoặc là tắt cái phần là cái chức năng là lưu video hoặc là lưu hình ảnh ở trong Zalo nha. Sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào cái phần khi mà chúng ta đã truy cập vào cái cuộc trò chuyện. Sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào cái phần là cài đặt cuộc trò chuyện nha. Tiếp theo thì ở đây, ở trong cái phần cũng đã cài đặt cuộc trò chuyện thì Zalo nó sẽ tự động nó lưu chúng ta những cái hình ảnh đây. Đây là những cái hình ảnh hoặc là những cái nội dung video mà trong cái cuộc trò chuyện đó nha. Và nếu mà các bạn không muốn Zalo nó tự động nó lưu cái phần này thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ kéo xuống và đây nó có một cái phần là cài đặt cá nhân thì các bạn sẽ chọn vào. Rồi, sau khi các bạn chọn vào phần cài đặt cá nhân thì nó sẽ có một cái phần là lưu ảnh và video chụp từ Zalo. Đây. Thì cái phần này nó đang được kích hoạt lên, có nghĩa là mặc định Zalo nó sẽ bật cái tính năng này lên. Và nếu mà trường hợp mà các bạn muốn tắt cái tính năng này đi thì các bạn chỉ cần kéo cái nút gạt màu xanh như này, như vậy là nó sẽ tắt đi. Và từ bây giờ thì khi mà chúng ta nhắn tin ở trên cái ứng dụng Zalo, trong cái phần tin nhắn thì Zalo nó sẽ không tự động nó lưu những cái bức hình hoặc là những cái video mà chúng ta gửi trong cái cuộc trò chuyện này nha. Rồi và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn một cái cách để giúp chúng ta có thể là bật hoặc tắt được cái tính năng là lưu hình ảnh hoặc là video trong cái cuộc trò chuyện Zalo và mình hy vọng là cái tính năng này nó sẽ giúp ích được cho các bạn nha. Và nếu mà các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Chào các bạn.